Sự thật có thể phá hoại tuổi thơ. Đi tìm Nemo. Khoa học đã chỉ ra một sự thật đầy bất ngờ về loài cá hề và nó có thể phá nát bộ phim hoạt hình kinh điển Đi tìm Nemo. Chi tiết đắt nhất trong phim xuất hiện ngay từ lúc đầu khi vợ của ông bị một con cá nhồng tấn công và cướp hết trứng, chỉ còn sót lại một mình Nemo. Mang theo di nguyện của vợ, ông sống cảnh gà trống nuôi con, bao bọc con tránh khỏi đại dương trần tục, đầy rẫy những drama bên ngoài. Tuy nhiên, câu chuyện hóa ra không được lãng mạn keo ly tái châu như thế dưới mắt các nhà khoa học. Ông bố của Nemo sẽ chuyển giới sau khi vợ qua đời. Cụ thể thì ngoài đời thực, sau khi cá hề cái đi chầu ông bà, cá hề đực sẽ ngay lập tức chuyển giới không cần phẫu thuật, thậm chí có thể đẻ trứng nữa. Chưa kể là ba của Nemo khi đó sẽ còn có thể cặp kè với các chàng cá hề trẻ hơn để đảm bảo duy trì nòi giống. Vậy là khi Nemo đoàn tụ với bố thì thực ra cậu bé gặp lại mẹ thì đúng hơn.